Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Autobuy, kênh thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và các vấn đề liên quan cũng như ủng hộ Autobuy sản xuất video mới, quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, nếu Honda chiếm tới 70% thị phần xe máy nói chung và gần 30% thuộc về Yamaha Việt Nam thì cũng có một tỷ lệ tương tự trong phân khúc xe côn tay phổ thông, nhưng ở đó Yamaha Exciter áp đảo Honda Winner, tạo ra một cuộc đua song mã ngược thú vị. Thưa quý vị, kể từ khi Winner xuất hiện từ tháng 6 năm 2016, phân khúc xe côn tay phổ thông mới thực sự có một cuộc đua song mã, bởi trước đó Exciter một mình một chợ suốt gần 10 năm dòng. Với thông lệ, Honda luôn ở cửa trên trong rất nhiều phân khúc mà thương hiệu này có mặt. Nhiều người kỳ vọng Winner sẽ nhanh chóng tạo ra một cuộc lật đổ ngoạn mục, hay chí ít cũng phải khiến đối thủ Exciter ngả nghiêng. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy. Ngay từ ban đầu, Honda dường như đã biết mình biết ta khi xây dựng dây chuyền sản xuất Winner công suất 100.000 xe một năm, chỉ bằng khoảng một nửa doanh số thực tế của Exciter tại thời điểm năm 2015, đó là gần 200.000 xe. Dẫu vậy, phản ứng của người tiêu dùng với Winner sau nửa năm ra mắt có lẽ thấp hơn khá nhiều mong đợi. Sau thời điểm ban đầu loạn giá ảo, giá Winner liên tiếp lập đáy mới, giá thấp kỷ lục xuống khoảng 36-37 triệu đồng, thấp hơn đề xuất tới 9-10 triệu đồng, và đại lý Honda lỗ nặng. Tuy nhiên, dường như với quyết tâm đạt được doanh số và thị phần bằng mọi giá theo chiến lược marketing đẩy, Honda vẫn quyết tâm thả trôi giá Winner khi không những không giảm sản lượng xe giao về đại lý, mà còn bồi thêm những chiến dịch kích cầu hạng nặng, bao gồm tặng đồng hồ G-Shock trị giá 4 triệu đồng, tặng kính Polis 5 triệu đồng, tặng thẻ điện thoại 600.000 đồng. Nhờ đó, theo nguồn tin riêng của Autobuy.vn, trong 8 tháng đầu năm 2017, doanh số Winner đạt hơn 52.000 xe, một mức khá ấn tượng với một mẫu xe mới ra mắt, cho dù vẫn chỉ bằng khoảng 40% so với đối thủ Exciter trong cùng giai đoạn. Trong đó, 3 tháng gần đây nhất, doanh số Winner chỉ tương đương so với cùng kỳ năm ngoái, dù có thời gian bán hàng dài hơn. Về phần mình, với lợi thế tiên phong trong phân khúc và lịch sử gần 10 năm, đi cùng một nền tảng tới 1 triệu khách hàng sử dụng trên toàn quốc, Exciter không những không ngả nghiêng khi Winner xuất hiện mà còn duy trì mức tăng trưởng khá tốt. Theo nguồn tin riêng của Autobuy.vn, trong năm 2016 vừa qua, khi Winner xuất hiện, doanh số của Exciter vẫn đạt 213.000 xe, tăng hơn 10% so với năm trước. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, Exciter đạt doanh số hơn 132.000 xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh đối thủ duy trì mức tương đương cùng kỳ. Mức doanh số lớn này giúp Exciter duy trì thị phần hơn 70% trong phân khúc xe côn tay 150 phân khối tại Việt Nam. Đáng chú ý, doanh số của Exciter đạt được trong bối cảnh giá của mẫu xe này phổ biến ở mức 44 đến 47 triệu đồng, tức là cao hơn giá thực của Winner khoảng 5 đến 9 triệu đồng. Cá biệt, có xe như Exciter đen nhám có giá cao hơn Winner tới hơn 10 triệu đồng. Có thể nói, để có những thành công rực rỡ với Exciter, Yamaha luôn có những cách làm riêng độc đáo, và trong năm 2017 này cũng vậy. Thay vì tung ra những chương trình khuyến mại lớn hay hạ giá bán như Winner, Yamaha lựa chọn cách làm mới Exciter bằng hàng loạt phiên bản mới hấp dẫn, đi cùng chương trình kỷ niệm 1 triệu xe khá hoành tráng, được cộng đồng người yêu mến sử dụng Exciter hưởng ứng nhiệt tình. Sức hút của ông vua đường phố tiếp tục đến từ các phiên bản đặc biệt với màu xanh xám matte blue, xanh đen matte green, cùng hàng loạt sự kiện như Exciter Touring 3.000 km đi qua Lào, Campuchia, Thái Lan, xác lập 2 kỷ lục Guinness Thế giới, chuỗi sự kiện kỷ niệm Exciter diễn ra tại 7 tỉnh thành trên cả nước. Nhờ đó, riêng trong 2 tháng 7 và 8 diễn ra chương trình, doanh số Exciter tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 32.000 xe bán ra. Thưa quý vị, có thể nói, sự xuất hiện của Winner đã mang lại sự lựa chọn mới khá hấp dẫn cho người tiêu dùng và tạo ra một cuộc đua song mã thú vị trong phân khúc xe côn tay Underborn 150 phân khối. Trong khi đó, dù không giảm giá mạnh và những chương trình khuyến mại khủng, nhưng Exciter vẫn giữ vững vị trí số 1, cũng như mức tăng trưởng và thị phần ổn định ngay cả khi đối thủ mới nặng ký xuất hiện. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích, đồng thời giúp chúng tôi có thêm động lực sản xuất video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.